Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một sáng có tên là Visa. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang tắt chatbot. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Ôi subscribe join kênh group. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục follow Twitter nè. Trên Twitter nữa các bạn theo dõi nha bạn. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Sau đó các bạn thì like và retweet cho mình post tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Like nè, chỉ dẫn cho retweet nè. Tất cả các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè. Retweet lên nè. Sau đó subscribe kênh YouTube nữa nè. Trên kênh YouTube nè các bạn đăng ký nha các bạn. Sau đó bạn bắt up lên nè. Rồi bạn bấm vào next step. Rồi, nó có son group không thì các bạn son xong thì các bạn bấm xét. Bấm vào một xe cạch là subscribe nè các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh channel nữa nè. Subscribe UB link thứ hai của nó. Theo yêu cầu các đường link profile mình thì các bạn mở kênh YouTube mình ra, nhấp vào kênh của bạn nè các bạn. Nhấp vào bao anh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chia liên kết gửi lại cho bot. Sau đó submit link retweet bot. Then submit the Twitter link. Thì các bạn gọi là đường link profile Twitter mình nha các bạn. Để mình coi. Rồi sau đó mình gọi đường link profile Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở Twitter mình ra nè. Các bạn nhập ảnh avatar, nhập vào một hồ sơ nè các bạn. Nhập vào ba anh cùng nó, nhập vào chia sẻ nè. Rồi sau đó các bạn sẽ chấp liên kết nè các bạn. Máy mình quá yếu rồi các bạn. Đây là chatbot nè. Sau đó các bạn gửi địa chỉ với bên B sẽ mất trên bet 20 trên chiếc chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ với bên B mình gửi lại cho bot nè. Rồi đâu xong tiêu luôn. Rồi sau đó bấm nút chat nha các bạn. Rồi ok mình đã nhận được 55.20 55, tôi cần quýt nữa, 20 đô nữa. Các bạn nhớ lên ghép chia sẻ trong bè những cái thằng nó kiếm tôi cần các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.